chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏa hương, mà ấy ơi hãy thân mẹ cho đôi bạn trẻ đón xuân về. Chúng tôi đang phối ghép một bộ đàn máy với một đôi bèo đời cao 4735 hàng siêu tuyển. Có rất đông các bác đang đứng ở ngoài chờ, cũng như là rất nhiều bác đã đến trực tiếp để test những dàn máy âm thanh rất là hay. Bởi vì là các bác mến anh Vương, bởi vì là hàng anh Vương là hàng siêu tuyển, mến anh Vương vì kỹ thuật xe bắp vàng, mến anh Vương vì hàng cao cấp. Các bác nói với anh Vương một câu rất là chí lý như này: hàng đẹp, hàng chuẩn thì các bác chơi các bác cũng thấy hài lòng, và không những thế các bác còn giới thiệu cho rất nhiều các khách hàng khác đến với trung tâm điện tử anh Vương. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Rất hay. Dòng loa 3 đường tiếng từ 22 côn 100 đánh miễn bàn luôn các bác. Tiếng hát trong veo, tiếng bát dày dặn, sâu sắc và chắc chắn. Đây là không gian bên trong nhà. Còn anh Vương này tiếp tục gửi các bác ra ngoài không gian, ngoài sân. Tất cả anh em đều cũng tích cực để phối ghép những dàn máy, những đôi loa JBL hàng siêu tuyển, những đôi loa 825 hàng như mới, 938 hàng siêu tuyển, đến với anh Phương những hàng đẳng cấp luôn. Ngày hôm nay anh Phương mang về một cái modem đẩy DBL Acoustic mã D2601 2610, công suất rất khỏe, đánh ở góc 10 giờ này, 9 giờ đấy, 9 giờ 3 kênh chạy mạch class D với hiệu suất rất là cao. Nó có thể khai thác tốt những cặp loa JBL ở Mỹ. Anh em rất là tích cực đang phối ghép để phục vụ các bác. Rồi anh em thợ kỹ thuật cũng đang test những quả súp hơi để chuyển đi. Cảm ơn tới tất cả các bác khách hàng, và cảm ơn tới anh em đã tin tưởng cũng như cho anh Phương cơ hội để phối ghép những dàn máy. Em nghĩ rằng là qua đây em cũng sẽ cố gắng làm sao phục vụ các bác hợp lý và hài lòng nhất. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Anh Phương xin chào các bác. Có cái bộ karaoke nào mà hay mà ngọt thế. Anh Phương xin được đón tiếp các bác đến từ quê hương Hải Dương. Ngày hôm nay thì anh Phương liên tục được đón anh em với mọi miền Tổ quốc về với trung tâm điện tử Hải Dương. Rất nhiều đơn hàng đã được anh em chở đi, và đặc biệt là anh em quý mến anh Vương vì rất nhiều lý do. Hàng xịn chuẩn, đó là một cái hàng mà các bác bỏ tiền ra mua các bác yên tâm. Cái thứ hai là về kỹ thuật setup vàng, anh Vương không ngần ngại bỏ ra rất nhiều thời gian để lên phối ghép những bộ cấu hình âm thanh đủ chất và đủ kỹ thuật. Một đôi loa JBL 112M kết hợp với một đôi loa siêu lời EV. Còn hú ngay. Hết hú rồi hả? Ok đấy. Cắt hết hú ngay mà. Vâng, số thì cắt được hú nhưng vâng cơ cắt ra hú. Một bộ cấu hình. Đây, xếp vào đây đây. Một con vàng S700 này. Một bộ mic bãi BE của Đức này.
một nọc Inken của Hàn Quốc này. Một đẩy, hôm nay là có một em đẩy mới các bác này. Đẩy này thì rất là chất. Dòng chạy mạch Class D công nghệ mới nhất hiện nay cho hiệu suất cao. Đó là D2610. Ok, một cấu hình đã rất là ngon rồi. Xin cảm ơn hai bác khách hàng nhá. À, hai bác khách hàng chủ nhân rất là hôm nay thì rất vất vả đi từ sớm nhưng mà này là người mà chốt cuối cùng. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác.